đã gác máy anh em ơi, sắp xong rồi, mai là xong á. Nhưng mà mai thì mai của ngày mai không biết là khi nào. Máy thời trai 32 anh em. Xe này thì làm hợp đồng 28 nhưng mà lỡ lấy 32 thì thôi lắp 32 luôn cho khách. Xin thêm ít tiền mua sữa là được. Đây, khóa cùng khóa về này kia đầy đủ anh em ha. Mâm dày này anh em. Ắc chốt này kia đầy đủ. Hợp lại nhẹ nhàng. Ắc hốp thì bên mình hàn kiểu này anh em nhé. Chống lật các thứ. Đó, làm VIP. Vô lăng zin. Xe này vài ngày nữa xuất xưởng anh em. Cầu 2,5 anh em ạ. Cầu hơi, tháng hơi lúc kê. Thì xe này bữa mình có review rồi thì bây giờ mình quay sơ sơ cho anh em xem thôi. Đó. Xe phải gọi là rất là gọn gàng luôn anh em. Mình thấy gọn nhưng anh em thì không biết là như nào. Đó. Quay thế này vừa làm mà. Quay thế này vừa làm. Được. Số 9 ốc anh em nhá. Số 9 ốc à. 2 4 6 8 9. Cắt ngoài sao nữa chứ. Đó nó có ít màu mè anh em. Rồi một khuôn. Apply rồi. Apply cánh bướm. Bướm cho các chị em. Này thì đang làm quá trình lắp thắng này kia anh em ơi. Xong chưa? Ông khoảng chưa tôi học lâu đó họ. Hết làm định cho lần được lùng. Mỗi người một công việc anh em. Mình lắp bánh mai là bắt đầu căng đầu dàn. Thank you.
Cân đăng là mình lắp cân đăng 90 rồi nè. Đây đăng 90 rồi. Kịp anh em. Lắp thép anh em nha. Thép nhông thép xịn tải 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 cái nhỏ cái điệp đấy như thế nhỏ này hay tăng nhung tăng xích trên căn mô lần tập số mới ok anh em gì phát sáng rồi